Nga đã đưa tiểu đoàn tình nguyện gồm nhân lực là binh sĩ Ukraine đầu hàng ra chiến trường sau thời gian huấn luyện. Khi được hỏi về mối lo lắng khi chiến đấu, Kirichansky trả lời, lần đầu ra trận có thể hơi lo ngại, nhưng tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Chúng tôi sẽ dọn sạch Donbass. Kirichansky cho biết, trong thời gian phục vụ trong quân đội Ukraine, binh sĩ này không có cơ hội được tham gia hoạt động huấn luyện quá nhiều. Những thông tin đầu tiên về việc thành lập tiểu đoàn nói trên xuất hiện vào tháng 2 năm nay. Theo đó, những quân nhân Ukraine tự nguyện hạ vũ khí và đứng về phía quân đội Nga đã gia nhập đơn vị. Hầu hết họ là người gốc Donbass, được huy động vào lực lượng vũ trang Ukraine trước đó. Tất cả đều vượt qua quá trình kiểm tra thông tin và ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, nhận quốc tịch Nga. Theo RIA, đây là tiểu đoàn mà các hàng binh Ukraine tình nguyện tham gia.